Sáng nay, Chi cục Thủy lợi thành phố phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về quản lý giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và kỹ năng sơ cấp cứu cho công tác khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024. Trong thời gian 3 ngày, 32 học viên được nghe các báo cáo viên giới thiệu trình bày nội dung Nghị định số 03 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều, kế hoạch 181 về thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Kiến thức chung về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, phương pháp và kỹ năng đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Lớp tập huấn nhằm cung cấp về kiến thức chung và các kỹ năng phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho đối tượng là thành viên đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng tình nguyện chữ thập đỏ, người dân ở cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.